hai vị sư đi trên một cái con đường rất là lầy lội và nhiều bùn. Và hai vị sư này có nhìn thấy một cái cô gái mặc một cái váy trùng. Thì cái vị sư huynh này mới cõng cô gái đó đi qua cái đoạn đường bùn lội. Vị sư đệ mới không chịu được, mới hỏi sư vinh huynh của mình là tại sao chúng ta là không được phép tiếp xúc gần với lại một cô gái như thế, mà tại sao huynh lại làm cái việc đấy? Thì sư vinh nói là ta đã buông cô ấy lâu rồi, chỉ có đệ là vẫn cõng cô ấy ở bên trong mình mà thôi. Qua câu chuyện này muốn nói rằng là mọi sự kiện vẫn diễn ra hàng ngày, chúng ta vẫn tiếp xúc, chúng ta vẫn trải qua. Tuy nhiên những cái khổ đau ai là người gánh là do chính chúng ta tạo ra thôi. Ví dụ như cùng một cái sự kiện chúng ta đến văn phòng hay đến cơ quan, hay là một sự kiện chúng ta về nhà, chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh, tại sao họ không cảm thấy khó chịu mà chúng ta lại cảm thấy khó chịu, họ không cảm thấy có vấn đề mà chúng ta lại cảm thấy có vấn đề. Hôm nay thì Hiền Dương sẽ chia sẻ cho chúng ta về một cái chủ đề liên quan đến mất ngủ, liên quan đến chứng bệnh lo âu. Thì Hiền Dương có đặt tên cái chủ đề này đó là đâu là sức mạnh giúp chúng ta có thể vượt qua và giảm cái tình trạng lo âu, mất ngủ. Thì trước khi chia sẻ là cái sức mạnh đó là gì, đâu là sức mạnh giúp cho chúng ta giảm được lo âu và cái hiện tượng mất ngủ, thì Hiền Dương xin kể một câu chuyện, đó là ở trên một cái hồ có hai chú vịt đang bơi và chúng cạnh tranh nhau, chúng đánh nhau bởi vì chúng cảm thấy là cần phải làm chủ được cái khu vực bơi của chúng. Thì sau khi đánh nhau một hồi, đúng không ạ, thì hai con chú vịt này cảm thấy là không còn muốn đánh nhau nữa, nó rũ cánh rất là mạnh và nó bơi đi như để giải tỏa cái năng lượng tiêu cực mà nó vừa trải qua ấy, thì nó bơi đi. Và Hiền Dương có đặt ra một giả thuyết là nếu chúng ta là những cái chú vịt đó thì chúng ta có xả cánh mạnh và bơi đi một cách nhẹ nhàng như vậy không? Hay là chú vịt A mà có đầu óc như con người sẽ nói rằng là cái hồ bơi này là của tao, mày đừng có đến đây tranh đoạt cái hồ bơi này của tao. Và chú vịt B mà có đầu óc như con người thì cũng sẽ nói rằng là ồ sao anh đã ích kỷ như thế nhỉ, cái hồ bơi này cũng là của tôi chứ, vậy thì tôi sẽ cho anh một bài học bởi vì anh đã cạnh tranh cái hồ bơi này của tôi. Đó là giả thuyết rằng hai chú vịt có đầu óc như con người, đúng không ạ, thì nó sẽ nói với nhau như thế, nó sẽ cãi nhau tiếp như thế. Và khi bơi đi thì nó cũng không thoải mái đâu. Khi bơi đi thì thường một chú vịt mà có đầu óc như con người thì nó sẽ luôn hậm hực, luôn khó chịu, và nó mang cái cảm xúc khó chịu ấy nhiều ngày, nhiều tháng về sau. Và cái điều này thì nó diễn ra rất là thường xuyên. Thường xuyên tức là chúng ta, đúng không ạ, cũng đâu đó là hình ảnh những cái chú vịt đó. Khi chúng ta trải qua một cái sự kiện, một cái tình huống nào đấy thì chúng ta có xu thế là ghim lại những cái cảm xúc, ghim lại những cái ký ức đó cộng với lại một cái cảm xúc tâm lý nào đó. Ví dụ như chúng ta cãi nhau với chồng, hoặc chúng ta khó chịu với mẹ chồng, hoặc là chúng ta khó chịu với con, khó chịu với sếp vì một cái va chạm gì đó. Vậy thì khi mà sự kiện nó xảy ra ấy, tại sao chúng ta lại khó chịu? Một sự kiện xảy ra nó chỉ gọi là một sự kiện ký ức hay là một sự kiện khách quan thôi, nhưng chúng ta vô tình gắn vào những cái sự kiện ký ức và khách quan đó rất là nhiều những cái cảm xúc, rất là nhiều những cái suy nghĩ cá nhân, thành kiến của mình. Suy nghĩ cá nhân, thành kiến có nghĩa là sự việc vốn khách quan, đúng không ạ, nó không có xấu và cũng không có tốt, nó không có buồn cũng không có vui, nhưng chúng ta bắt đầu gắn cảm xúc của mình vào, chúng ta gắn cái suy nghĩ của mình vào. Ví dụ như khi chúng ta va chạm với ai đó, đúng không ạ, một vị sếp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gắn cái cảm xúc cũ của mình vào rằng là à, ông này ông vốn là như thế mà, nên ông ta phản ứng với mình như vậy. Hoặc chúng ta gắn cái suy nghĩ của mình là à, những cái ông sếp kiểu đó nó sẽ có cái tính cách đó mà, và tôi không ưa cái tính cách đó mà. Tức là cái suy nghĩ, cái tiếng nói trong đầu của chúng ta ấy, là những cái câu chuyện mà chúng ta tự dựng lên ở trong đầu rất là nhiều. Và những cái câu chuyện chúng ta tự dựng lên trong đầu như vậy thì nó rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Vì sự kiện khách quan nó vốn xảy ra nó không có tốt xấu, nó cũng không có buồn vui, nó cũng không có một cái gì gán mác vào cho nó. Nhưng chính chúng ta là cái thủ phạm, đã gán mác cái cảm xúc của mình, cái suy nghĩ của mình, và chúng ta đồng hóa tất cả những cái sự kiện cảm xúc, những cái sự kiện đó cộng với cảm xúc, và nó khiến chúng ta cứ ghim lại trong lòng như vậy. Và theo năm, theo tháng thì nó trở thành một cái gánh nặng ở bên trong, và nó tạo thành rất nhiều những cái tạp niệm, những cái rác tâm trí, và tạo thành một cái thói quen, một cái lối sống không được tích cực,
ở bên trong con người chúng ta. Và cứ như vậy thì nó đeo bám chúng ta rất là nhiều. Và tất cả những cái bệnh tật nó đều đến từ cái cách mà chúng ta đang nhìn nhận cuộc sống như vậy. Bởi vì là như nào ạ? Mọi sự kiện đúng không ạ? Nó đều không có cái sức ảnh hưởng đến chúng ta quá lớn như vậy. Nhưng chính cái câu chuyện thêu dệt trong tâm trí của chúng ta nó khiến chúng ta trở thành nạn nhân của chính những tình huống và sự kiện như vậy. Thì nhân đây Hiên Dương cũng sẽ kể thêm một cái mẩu chuyện nho nhỏ, đó là có hai vị sư đúng không ạ, đi trên một cái con đường rất là lầy lội và nhiều bùn. Và hai vị sư này có nhìn thấy một cái cô gái mặc một cái váy trùm, rất là sợ sẽ bị vấy bẩn cái váy này bởi vì đường rất là nhiều bùn đất. Thì cái vị sư huynh này mới cõng cô gái đó đi qua cái đoạn đường bùn lội đấy. Và sau khi cõng xong thì hai cái vị sư huynh sư đệ này tiếp tục đi tiếp, im lặng trong khoảng thời gian là khoảng 5 tiếng trôi qua. Thì vị sư đệ mới không chịu được, mới hỏi sư huynh của mình là tại sao chúng ta là không được phép tiếp xúc gần với lại một cô gái như thế, mà tại sao huynh lại làm cái việc đấy. Thì sư huynh nói là ta đã buông cô ấy lâu rồi, chỉ có đệ là vẫn cõng cô ấy ở bên trong mình mà thôi. Thì cái điều này, cái câu chuyện này nó muốn nói điều gì? Nó muốn nói rằng là cái vị sư đệ này đúng không ạ, đã mang một cái gánh nặng tâm lý trong suốt một cái hành trình 5 tiếng đồng hồ trôi qua đó. Tức là vị sư đệ này đang gán mác những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ cá nhân của cái con người của đệ đó lên cái sự kiện là vị sư huynh đang cõng với cô gái đó. Tức là khi chúng ta gán mác một cái suy nghĩ thiện cận của chúng ta lên cái sự việc đó thì chúng ta cứ tưởng cái sự việc đấy là không đẹp, sự việc đó là xấu. Nhưng bản chất thì vị sư huynh họ không hề có cái gánh nặng đấy đúng không ạ? Họ không mang cái gánh nặng tâm lý đấy ở trong cái tâm trí của họ. Nên là cái vị sư đệ mới là người mang gánh nặng. Thì qua câu chuyện này muốn nói rằng là mọi sự kiện đúng không ạ, nó vẫn diễn ra hàng ngày, chúng ta vẫn tiếp xúc, chúng ta vẫn trải qua. Tuy nhiên những cái khổ đau ai là người gánh là do chính chúng ta tạo ra thôi, đúng không ạ? Ví dụ như cùng một cái sự kiện chúng ta đến văn phòng hay đến cơ quan, hay là một sự kiện chúng ta về nhà, chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh, tại sao họ không cảm thấy khó chịu mà chúng ta lại cảm thấy khó chịu, đúng không ạ? Họ không cảm thấy có vấn đề mà chúng ta lại cảm thấy có vấn đề. Vậy thì tất cả nó đến từ bên trong cái cảm xúc của chúng ta rất là nhiều, bên trong cái suy nghĩ của chúng ta rất là nhiều. Và Hiên Dương gọi đó là thành kiến, định kiến, là những tạp niệm mà chúng ta gắn mác đến tất cả những sự kiện khách quan. Hay nói cái khác là chúng ta đang đeo một cái lăng kính đen, một cái lăng kính tiêu cực và gắn mác lên mọi những cái sự việc trôi qua. Vậy thì cái sức mạnh đúng không ạ? Hiên Dương lại quay trở lại với cái chủ đề của chúng ta hôm nay, đó là cái sức mạnh giúp chúng ta loại bỏ bớt những cái lo âu, những cái tiêu cực và trăn trọc mất ngủ là gì. Vậy thì cái sức mạnh đó là chính là chúng ta cần phải trân trọng hiện tại nhiều hơn. Trân trọng hiện tại đó là khi chúng ta sống ở đâu đúng không ạ? Thân ở đâu, tâm ở đó, tức là chúng ta tăng cường cái khả năng mà có mặt từng cái phút giây hiện tại của chúng ta. Bởi vì hiện tại là thứ mà rất là trân quý, nhưng chúng ta lại ở trong hiện tại nhưng lại mải mê suy nghĩ lo lắng về tương lai hoặc là trong quá khứ. Và cái điều đấy nó không có một cái tác dụng gì cả. Có một nghiên cứu nó cho rằng là hơn 90% những cái suy nghĩ lo lắng của chúng ta không hề xảy ra. Nhưng chúng ta lại đặt quá nhiều năng lượng của mình vào những suy nghĩ lo lắng như vậy, thì vô tình nó khiến chúng ta đã bị trôi mất một cái món quà rất là quý giá, đó là món quà của hiện tại. Vậy thì nếu chúng ta trân trọng được hiện tại, chúng ta sống một cách vui vẻ hơn, bao dung hơn và buông xả nhiều hơn thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc hơn. Cũng giống như hình ảnh hai con vịt ở ngay đầu cái chủ đề này Hiên Dương có chia sẻ đấy ạ. Con vịt nó đập cánh rất là mạnh và nó bơi đi, bơi đi trong cái sự buông xả của nó, tức là nó không còn một cái suy nghĩ gì, một cái gọi là gán mắc cái cảm xúc tiêu cực gì của nó ở đấy nữa. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể học được cái buông xả trong cái cách mà nó vỗ cánh, nó bơi đi như thế, đúng không ạ? Và chúng ta cứ nghĩ chúng ta là một cái loài thông minh hơn và tự nhiên những cái loài khác rất là nhiều. Và tuy nhiên chúng ta cũng cần phải học rất nhiều bài học của cái sự thông thái của thiên nhiên, đúng không ạ? Chúng ta có thể học từ từng cái ngành cây gọn cỏ, hoặc chúng ta có thể học từng cái con vật nó có những cái điều gì mà chúng ta có thể học được ở nó. Bởi vì tất cả mọi thứ sinh ra vốn là một cái hệ sinh thái mà chúng ta đều có thể khiêm tốn học hỏi từ những gì chung quanh chúng ta để chúng ta có thể tiến hóa tốt hơn ngày hôm qua. Và trên đây là những cái chia sẻ của Hiên Dương để giúp chúng ta có thêm được cái sự nhận biết là cái sức mạnh của hiện tại nó có những cái giá trị như thế nào. Sức mạnh hiện tại nó sẽ giúp chúng ta không bị bám víu quá khứ, cũng không bị mơ tưởng tương lai quá nhiều, và nó giúp chúng ta sống một cách an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Và những người mà càng trân trọng hiện tại nhiều
thì chắc chắn là cái sự hạnh phúc của chúng ta nó sẽ càng nhiều lên, cái sự giàu có bên trong của chúng ta cũng nhiều lên, và từ đó thì chúng ta mới có được cái năng lượng để có thể hồi phục được bệnh tật, cũng như là san sẻ được cái năng lượng này và giúp đỡ những người thân xung quanh chúng ta, và cũng giúp chúng ta có một cái sự bền vững đi trên suốt một cái hành trình cuộc đời của mình. Và rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã lắng nghe những chia sẻ của Hiên Dương. Chúc các cô chú và anh chị sẽ có được là những cái ngày vui vẻ, an lạc, hạnh phúc, và thực tập thiền một cách thư giãn để luôn luôn có những cái phút giây bình yên, dễ dàng đi vào giấc ngủ ngon, tự nhiên.